chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mẹ livestream báo giá xe mọi người đây. Hôm nay vẫn live bên xe ga mọi người nhé. Các dòng SH cửa hàng đều có ở tại cửa hàng luôn. Chào mừng tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em livestream này nhá. Chào Nguyễn Hùng nhá. Long ơi, nay chủ nhật bạn ơi, nay chủ nhật nha. Chép chào rất lá cà nha. Abalet SH cửa hàng đều có nhé. Bạn lấu xích ebook mình nhá. Chào Quân đi. Chào Quân đi Khứ nha. Chào Nguyễn Điệp nhá. Amulet cửa hàng có rất nhiều luôn. Cửa hàng đang có hai con xe Amulet màu đỏ à. Chỉ mới chạy mấy trăm cây thôi. Xe rất đẹp luôn. Cửa hàng đang có khách xem SH nhé. SH đang nhắn rất là mọi người thích luôn đấy. Cửa hàng có rất nhiều dòng SH Mo cũ như SH Mo mới nhé. Giá xe mới chỉ từ 40.800.000 thôi. Còn SH Mo mới tinh cửa hàng đang có giá trị từ 58.200.000 bạn nhé. Xin chào bộ công anh nha. Còn mọi người muốn tham khảo con xe nào cứ để lại bình luận nhé. Tất cả con xe của cửa hàng đều có bớt lọc nha. Bộ công anh ơi, mua xe làm biển lại á. Nhanh thôi, nếu mà mình muốn làm biển mới xung quanh 10-15 ngày là có biển mới cho mình nhé. Ôi, cửa hàng đang có Vision, hai con Vision đen nhám giá trị từ 28.900.000 nhé. Rất nhiều khách thích Vision đen nhám luôn. Bộ công anh ơi, bên cửa hàng mình có gọi cho khách rồi đấy. Thì một phần lý do vì dịch với cả gần Tết nên là cái thời gian làm hơi lâu. Rất mong khách thông cảm ấy. Mình để lại số điện thoại cửa hàng thì cửa hàng sẽ alo để báo cho mình nha.
Amalet cửa hàng đang có giá trị từ gần 27 triệu là có xe Amalet rồi mọi người nhé. Sunlit chỉ từ 27 triệu 600 là có xe Sunlit rồi nha. Tất cả dòng xe cửa hàng đều có bất lọc nhé. Ở bộ của anh ơi, cửa hàng không bán phụ kiện xe bạn nhé, mà phụ tùng xe ấy. Chào quậy cờ nha. Rất nhiều xe luôn. Ông quậy cường ơi, SH tầm 70 triệu cửa hàng có xe nhé. Hơn 70 triệu là có xe đời 2017 bạn nhé. Bạn cứ đến cửa hàng tham khảo trực tiếp nha. Tí nữa cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình tham khảo trực tiếp SH tầm 70 triệu nha. Chào Nguyễn Bá Mừng nhé. Ông Nguyễn Bá Mừng ơi, cửa hàng em thì hiện tại không có con Ram Thái nào ạ. Đang có Ram Việt anh ơi. Giá trị từ 36 triệu 800 là có Ram Việt rồi anh nhé. Tí nữa cửa hàng sẽ gửi đường link tham khảo trực tiếp cho anh nha. Món rất nhiều, đủ các màu cho mọi người tham khảo nhé. Đây các bạn, màu xám đời 2019, 2020, 21 cửa hàng đều có nhé. Có rất nhiều xe mọi người tham khảo nhé. Còn mọi người ơi, mọi người có thể đến cửa hàng tham khảo trực tiếp giúp em tại 237, 238, 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nhé. Tất cả các xe cửa hàng đều có hỗ trợ trả góp và sang tên cho mọi người nhé. Chào chị Nhờ, chạy gọi cường nha. Mọi người xin kết thúc livestream ở đây. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người nha. Rất mong mọi người ủng hộ cửa hàng nha. Xin chào mọi người.